Bạn đã bao giờ mong muốn có một không gian bếp hiện đại với những thiết bị tiện ích và thông minh? Hãy để Aerosen đáp ứng cho bạn nhé! Với những tính năng vượt trội cũng như là thiết kế sang trọng đẳng cấp, Aerosen sẽ mang đến cho không gian bếp nhà bạn một làn gió mới, biến mỗi bữa ăn trở thành trải nghiệm thú vị. Bếp từ đôi EUT889G được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến nhất của tập đoàn Isigo, Cộng hòa Liên bang Đức, giúp cho chiếc bếp hoạt động bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, chịu được khí hậu ẩm ướt như khí hậu tại Việt Nam. Mặt kính sử dụng là mặt kính Scott Seren vách cạnh sang trọng của tập đoàn Scott Seren. Kính cách thiệu chịu lực lên đến 15 kg, khả năng chịu nhiệt duy trì ở 800 độ C và chịu sốc nhiệt lên đến 1000 độ C. Bàn phím cảm ứng quang thiết kế riêng cho hai vùng nấu độc lập, giúp bạn dễ dàng lựa chọn điều khiển cho từng vùng nấu độc lập ở mọi cấp độ. Chỉ với phím booster cho bạn nấu ở mức siêu nhanh với công suất lên đến 3000W, hiệu quả tức thì. Bếp từ đôi EUT889G với chức năng tích hợp công nghệ thông minh inverter làm giảm mức tiêu hao điện năng từ 1.500 kWh xuống còn 120 kWh, giúp chúng ta có thể tiết kiệm trên 30% điện năng và thời gian nấu nướng. Và sau đây là một số tính năng đặc biệt khác: chức năng nấu cơm thông minh Smart Dry Cooking. Với chức năng này, ta chỉ cần dùng một nồi nấu từ thông thường là có thể nấu được nồi cơm cho 14 người ăn. Bếp từ đôi EUT889G sử dụng bụng bếp bằng thép, màn kẽm, chống han rỉ, sử dụng một quạt gió công nghệ tuabin, độ ồn thấp, sức gió mạnh, nguồn gió tập trung làm mát bản mạch. Khe thoát nhiệt trên thân bếp được thiết kế nằm ngang dưới bụng bếp, đảm bảo tuyệt đối không làm tắt khe thoát nhiệt, cả hiện tượng ôm nhiệt tăng nhiệt độ làm hư hỏng mặt bếp. Bếp từ đôi EUT889G còn có một số tính năng đặc biệt khác như chức năng chống tràn. Khi bếp đang hoạt động, vô tình có một lượng nước tràn ra ở khu bàn phím điều khiển, ngay lập tức bếp sẽ tự động tắt nguồn để bảo vệ sự an toàn cho bạn. Khóa trẻ em, cảnh báo nhiệt dư khi nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi, tự động tắt bếp khi đun bị cạn. Với những tính năng vượt trội cũng như thiết kế sang trọng đẳng cấp, bếp điện từ EUT889G sẽ là một trong những sự lựa chọn tối ưu cho không gian bếp nhà bạn. Các dòng sản phẩm luôn có sẵn tại Homebed với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn mong muốn đồng hành giúp trải nghiệm sản phẩm của quý anh chị một cách tốt nhất. Nên trung tâm Homebed Care chuyên bảo trì và sửa chữa ra đời giúp anh chị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Homebed đang có chương trình mua 1 được 6 giảm giá đến 60%. Nếu mà chấm em nói rồi thì hãy đến ngay với Homebed nhé.